Ủa cái này là tên cuốn sách em ơi. Tự... cái bài tiền của em nó cũng có câu này. Vậy là em cũng có phi hả? Trời em thấy anh rất là áp lực chứ. Đúng. Nhưng mà đừng có áp lực. Tại vì em cũng nhận nó sẽ rất ghê thôi hả? Ừ, nói sẽ ghê thôi. Nó soạn một câu tiếng Anh rất hay. Anh đâu? Đây. Mà cái... tự đọc không đi, tập no rồi. No one is perfect in this world. No Ủa là có thực sự là học dữ chưa má? Ôi má. Với tên gọi, làm thế nào chấp nhận bản thân để trở nên đặc biệt cùng với diễn giả, nhà thiết kế, Đỗ Long. Give it up for speaker and designer, Đỗ Long. Rồi, và ngày hôm nay Đỗ Long có một tập vlog rất là đặc biệt. Sắp tới thì Đỗ Long sẽ là khách mời của chương trình TEDx Sư Phạm. Và Đỗ Long đã lên xem tất cả những cái diễn giả Việt Nam nói về chương trình này và trong đó có Thùy Tiên. Và Đỗ Long thấy là ý là em rất là hạnh diện hả? Đúng, rất là. Và Đỗ Long đã xem hết cái clip của Thùy Tiên nè. Thế là cái chủ đề của em là nói về đe dám chấp nhận đúng không? Ừ. Đó. Thì dám can đảm rồi. Và Đỗ Long cũng đã soạn một cái chủ đề cho riêng mình và bây giờ thì Đỗ Long đang rất là hồi hộp tại vì ngày hôm đó Đỗ Long sợ là Đỗ Long sẽ không có nói được lưu loát ở trên sân khấu. Tại vì bình thường thì nói chuyện với phóng viên đồ thì Đỗ Long có thể nói trực tiếp. Nhưng mà nói độc thoại ở trên sân khấu thì Đỗ Long cảm thấy rất là hồi hộp. Và ngày hôm nay Đỗ Long đã mời Thùy Tiên đến đây để chia sẻ với Đỗ Long những kinh nghiệm mà nói trên sân khấu của TikTok. Trời ơi, hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân giống step by tiên quá vậy. Ủa cái này là tên cuốn sách em ơi. Đúng rồi, biết không? Nhưng mà cái step by tiên của em nó cũng có câu này. Vậy là em cũng có phi hả? Hả? Không, mấy câu tôi nói là ná vậy là ý là bắt đầu từ những bước chân. Chỉ bắt đầu từ những bước chân. Đó, sao vậy đây? Nó soạn một câu tiếng Anh rất hay. Em có nói được không? Được. Rồi, bây giờ em hãy chia sẻ thôi. Đang câu đòi nè, đang coi của má này má. Cái gì vậy? Sơ đồ map á. Cái rồi, như ý chính đấy, ý chính vậy thôi, rồi. Đó, xong rồi làm vậy thôi là được. Có thể quay quanh nhìn sao cách thoải mái thôi. Đúng, ủa nhưng mà lúc đó là cái slide đó là ai tự soạn cho em hay là em tự soạn? Không, em kiếp soạn. Nhưng sao? Mà phải lên từ, mình, đúng phải lên từ cái sườn ý mà mình đã viết ra xong rồi. Đúng rồi. Đấy. Và slide này em đã sửa tới lần thứ tư. Trời, em thấy anh rất là áp lực chứ. Đúng. Nhưng mà đừng có áp lực. Tại vì em cũng nhận nó sẽ rất ghê thôi hả? Ừ, nói sẽ ghê thôi. Không, và cái tập YouTube này Đỗ Long sẽ làm cái tập YouTube là chuẩn bị cho TED Talk. Nhưng mà nếu mà nó ghê quá. Nếu nó ghê thì không up lên, còn nếu nó hay okay. Ủa đây, em hãy coi cái câu tiếng Anh quanh nè, rất hay, coi coi. Ừ, đọc đi. Đó. À, đọc dài dữ nữa hả? Trời ơi, hay quá vậy. Wow. Đó, và tại vì đây là một cái bài nói thường là người ta sẽ nói bằng tiếng Việt mà. Ủa, tiếng Anh nhưng mà anh sẽ nói bằng tiếng Việt. Tại vì Đỗ Long chưa có tự tin mà nói nguyên một cái bài nói. Không, Đỗ Long cũng có sợ, không nhớ hết á. Ừ, đúng rồi. Đây. No one is perfect in the world. À, no. Đây. Tự đọc không đi, tập rồi. No one is perfect in this world. No. Ủa là có thực sự là học dữ chưa má? Ủa mà. Ủa, nãy nói rồi, anh học hết rồi. Ủa thì em phải đọc nghe trước chứ. Ủa thì anh cứ đọc đi nè, anh học không hết rồi mà anh đọc đi. Là có thực sự là truyền cảm hứng chưa? Ê, nó nghe này, ví dụ. Đây, vậy em đọc cho nghe lần trước coi. Khoan, nhưng mà ví dụ như là anh cảm thấy như là nếu mà nói mình dài quá vậy nó gây khó khăn. Không khó khăn. Tại vì mình thường thuộc rồi, tại vì anh nên đun thôi. Thì lúc mình lên thì anh sẽ đung hơn. Anh có một trăm phần trăm những việc mà. Bây giờ em đọc ngay trước đi. Đọc cái nào? Bây giờ anh cầm em đọc trước đi. Rồi em đọc lại cho nghe coi. No one is perfect in this world and I also have my own imperfections. But I dare to accept my imperfections and I dare to change. For example, speaking English in front of a lot of people has been one of my fears, but I've been trying to improve my English skill. And I hope that I will have a chance to come back here to share with you about my experiences in English. Confidently. Please remember, when you accept yourself, the whole world accepts you. Không, mình thuộc được đó, ngày mai mình sẽ đọc. Mình thuộc dữ chưa? Rồi. Anh cứ thuộc được đi hả? Rồi, những cái từ đó nó rất là dễ. Truyền cảm hứng coi. Để sao đọc lại hả? Rồi, đọc lại đi. Rồi. Là có thật sự là truyền cảm hứng dữ chưa? Rồi, mình đọc lại nha. Mình đọc từ. Tại vì anh đã thuộc cái đó rồi. No one is perfect in this world. And I also have my own imperfections. But I dare to accept my imperfection and I dare to change.
For example, speaking English in a lot of people. In front of a lot of people have been one of my fear. But I am trying to improve my English skill. And I hope I can come back here to share with you about my experience in English confidently. Please remember, when you accept yourself, the whole world accepts you. Trời ơi, hay quá, nhưng mà thấy học thuộc. Ủa nó không thuộc đâu, anh nhớ nghĩa là dịch đó thôi. Phải thôi, chị không có nhớ nghĩa. Ủa sao không thuộc vậy được cô hả? Không có nhớ nghĩa mà. Không ai là hoàn hảo trên thế giới này hết, và tôi cũng vậy. Tôi thấy cái cách là hơi vẫn hơi học thuộc từ ngữ mà không phải là từ đấy. Nếu như mà anh đọc tiếng Anh mà anh chỉ đang thể hiện, em nghĩ là bụng về một chút xíu nó cũng ok, không sao cả. Đúng, tại vì anh nói là anh không có tự tin mà. Đúng là anh nói là không có tự tin, nhưng mà đừng có thể hiện. Anh nói bụng về một chút xíu cũng được, nhưng mà đừng có thể hiện là mình học thuộc. Đúng. Nó sẽ bị thiếu truyền cảm. Nhưng mà nói chung là tôi nghĩ rằng cái việc mà lên TED Talk như thế này cũng là một cái gọi là bước ra khỏi vùng an toàn của Tổ Long, và mong rằng Tổ Long sẽ hoàn thành thật là tốt nó. Anh giả quá. Anh giả. Rồi được chưa? Rồi được đấy, cái cách vậy giả đó. Okay, bye. Và công việc của Tổ Long là phải thường xuyên xuất hiện trước ống kính và phải nói chuyện trước đông người rất là nhiều. Mình còn rất là nhiều khuyết điểm trong cái hàng quá trình hành trình phát triển bản thân của mình. Mình sẽ nhận ra được mình có những khuyết điểm gì, mình có những ưu điểm gì, và từ đó mình mới biết cách làm cho bản thân mình trở nên đặc biệt. Mình làm thế nào để bản thân trở nên đặc biệt? Và mình phải làm thế nào để mình biết rằng mình trở nên đặc biệt? Trước khi làm thế nào để trở nên đặc biệt, anh phải trả lời cho câu hỏi anh hỏi luôn. Làm thế nào để trở nên đặc biệt? Và trong hành trình phát triển bản thân, các bạn hãy luôn nhớ đến một chuyện mà Long nói với tất cả các bạn giờ, đó chính là ready to work, ready to learn, ready to fail và ready to change. Chúng ta phải chấp nhận bản thân, chúng ta là những người để quyết định, và mỗi ngày chúng ta sẽ cố gắng trau dồi học hỏi để thay đổi. Tới hai đúng không mẹ? Tới thì bấm nút nào? Bấm vào nút dưới là nó mới đổi đúng không? Dạ vâng ạ, thì con nút trên là nó bách không ạ? Có thể nói đây là một thử thách vô cùng thú vị nhưng cũng không kém phần hồi hộp đối với Tổ Long. Là một nhà thiết kế thời trang, việc đứng trước đám đông và chia sẻ quan điểm về diễn giả trước rất nhiều bạn sinh viên là điều mà Tổ Long chưa từng trải qua trước đây. Rồi, và hôm nay Tổ Long sẽ chuẩn bị trang phục để đến với cái bài nói của Long trên TEDx Sư Phạm. Long đem theo hai bộ vest, nhưng mà Long sẽ chọn bộ màu xám. Đây là một thiết kế mới nhất của Long, có chữ Tổ Long nè. Đó. Và Tổ Long mang theo hai đôi giày, một đôi Gucci và một đôi Dior, nhưng mà Long sẽ chọn đôi Dior để phù hợp với cái set đồ ngày hôm nay của Tổ Long. Đây là đôi giày mà Tổ Long được anh Nam và chị Dung Minh Sen Vàng tặng. Rồi bây giờ Tổ Long đã rất là ready và chuẩn bị đi đến sân khấu của TEDx. Sân khấu thì cách đây khoảng 5 phút đi xe thôi. Bây giờ Long đi nha mọi người. Shape and reshape will start in a few minutes. Please settle into your seat so the event can begin. We sincerely thank you. Xin được chào mừng toàn thể các quý vị và các bạn đến với sự kiện TEDx Sư Phạm Shape and Reshape ngày hôm nay. And now, the TEDx Sư Phạm Conference with the first section titled Shape
will begin. So all the movies, all the fears, the feature of our families. Sau đó, qua nhiều lần mình phát triển, qua nhiều lần mình phát triển và mình được tiếp cận rất là nhiều. Chắc là vì đời mình trong 10 năm khi mình bắt đầu từ 17 tuổi đến giờ là mình chưa bao giờ dừng lại. Nên là khán giả sẽ không tin là có một cái lý do nào khác. Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, anh đã không ngừng thử thách mình với nhiều ngành nghề khác nhau và mang tới nhiều hơi thở khác nhau và tạo ra thành công những thành tựu cho chính cuộc sống của mình. Từ cái tên nhà thiết kế Đỗ Long cho tới thương hiệu Đỗ Long, điều gì đã tạo nên anh của ngày hôm nay, một độc bản mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá trong bài diễn thuyết số 3 với tên gọi Làm thế nào chấp nhận bản thân để trở nên đặc biệt cùng với diễn giả, nhà thiết kế Đỗ Long. Give it up for speaker and designer Đỗ Long. Đỗ Long xin chào tất cả những khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Đỗ Long rất là vui khi được đứng trên sân khấu của TES Sư Phạm để giao lưu với tất cả mọi người. Ngày xưa Đỗ Long từng là một người rất là sợ, không thích máy quay. Đỗ Long nghĩ đến công việc làm stylist hay là công việc làm thiết kế thì rất là đơn giản. À, vậy là việc xuất hiện trước mọi người và thỉnh thoảng sẽ có những cái câu trả lời, nhưng mà Đỗ Long nghĩ rằng nó chưa đủ đối với Đỗ Long, tại vì sau này khi Đỗ Long phải tiếp xúc với rất là nhiều những anh chị phóng viên ấy, thì khi mà người ta đặt câu hỏi cho Đỗ Long lại cảm thấy rất là khớp. Khi mà nhận được những cái câu hỏi của các anh chị phóng viên thì Đỗ Long mới không trả lời được, thì đêm về Đỗ Long suy nghĩ rất là nhiều và Đỗ Long nghĩ rằng tại sao những người khác người ta làm được mà mình làm không được. Hầu như là mỗi ngày Đỗ Long đều phải quay và làm đi làm lại và cái hành trình làm dòng nó bắt đầu bằng một bước chân và rất là nhiều những đoạn video clip đã được bỏ đi và Đỗ Long chưa bao giờ công bố với tất cả mọi người. Và đến ngày hôm nay Đỗ Long đã có được cái kênh YouTube của riêng mình, có được kênh TikTok và Đỗ Long đã có được gần 2 triệu follower trên tất cả những cái nền tảng của mình. Để thấy rằng cái đằng sau nỗi sợ đó chính là con người mà chúng ta muốn trở thành. Chúng ta phải vượt qua nỗi sợ của mình bằng cách chúng ta đối diện với nó mỗi ngày. Lần đầu tiên trong cuộc đời Đỗ Long phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông rất là kinh khủng. Thì mình cứ nghĩ là mình là thiết kế thôi, mình cũng đã ai quan tâm đến mình, nhưng mà khi mà cái đầu đó xuất hiện được báo chí nói đến rất là nhiều và rất là nhiều những cái bình luận ở trên trang cá nhân của Đỗ Long, có những bình luận góp ý chân thành và mình cũng lắng nghe và mình thay đổi bản thân, nhưng cũng có những bình luận rất là kinh khủng và thậm chí nhắn tin và số điện thoại riêng của Đỗ Long, mà có người còn nhắn tin là đe dọa đến tính mạng của mình nữa. Thì lúc thật sự Đỗ Long cảm thấy rất là buồn, tất cả đều được Đỗ Long hé lộ và gây một cái sự tò mò cho tất cả mọi người, để rồi khi người mẫu đầu tiên bước trên sàn sân quay, show diễn của Đỗ Long đã đứng top 1 trending ở trên Vion và TikTok và đứng liên tục 3 ngày liền trên đó. Đây là một cái điều mà lần đầu tiên một nhà thiết kế Việt Nam làm được trên nền tảng TikTok. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng khi mà mình làm show diễn xong là xong rồi đúng không? Thực ra không phải vậy. Để có được một cái thành công của show diễn này thì khi mà tất cả những nhân viên của Đỗ Long, cái đội media là đuối sức hết rồi, thì còn có mình Đỗ Long thôi. Tại vì khi show diễn vừa mới diễn xong, để cho cái hashtag đó nó đẩy lên thì content nó lên liên tục, thì lúc đó trên cái đoạn đường từ tàu về Sài Gòn thì Đỗ Long phải tự ngồi viết content, phải tự edit clip, phải tự đăng lên. Thì khi mà mình cảm thấy lúc đó mình rất là đơn độc, nhưng mà cái sự đơn độc, cái sự cố gắng đó nó rất là xứng đáng. Khi cái thành quả là cái show diễn của mình được mọi người biết rất rất là nhiều, Đỗ Long cũng bán được rất là nhiều đồ, sau đó cảm xúc nó rất là bỡ hòa. Nhưng để được những thành công đó thì Đỗ Long phải đánh đổi rất là nhiều thứ, thậm chí là cái sức khỏe của mình. No one
be perfect in this world, and I also have my own imperfection. But I dare to accept my imperfection, and I dare to change. For example, speaking English in front of a lot of people has been one of my fears, but I accept my one of my fears. But I'm trying to improve my English skill, and I hope that I will come back here to share with you about my experience in English. When you accept yourself, the whole world accepts you. Xin chào tất cả mọi người, đó là một người không phải giỏi tiếng Anh, và tôi nghĩ rằng tất cả các bạn sinh viên ở đây ai cũng có thể nói tốt hơn Đỗ Long, nhưng Đỗ Long dám đứng trên sân khấu này và thừa nhận với tất cả mọi người điều đó. Và Đỗ Long mong rằng vào một ngày nào đó mình có thể cải thiện cái kỹ năng nói tiếng Anh của mình và quay trở lại trên sân khấu này và nói với tất cả mọi người những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của Long bằng tiếng Anh. Xin mời. Sẵn sàng làm việc, sẵn sàng học tập, sẵn sàng sai và sẵn sàng sửa đổi, đó chính là key takeaway mà nhà thiết kế Đỗ Long, speaker Đỗ Long muốn truyền tải tới toàn thể các bạn sinh viên. Mà chẳng có thể lớn nữa được không ạ? Bài diễn thuyết của Đỗ Long đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên. Điều này khiến mình vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Tham gia TED Talk là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với Đỗ Long, giúp Đỗ Long học hỏi được nhiều điều mới mẻ và có cơ hội chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng. Đỗ Long mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cũng như đồng cảm từ các bạn nhé. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng không thể phủ nhận rằng Đỗ Long vẫn cảm thấy khá là hồi hộp trước khi bước lên sân khấu TED Talk. Tuy nhiên, sự hăng hức và mong muốn được chia sẻ những suy nghĩ của mình về những điều tích cực với mọi người đã giúp Đỗ Long vượt qua được sự lo lắng ban đầu. Ai cũng phải cố gắng và để tạo được cái sự trân trọng với tất cả mọi người dành cho mình. Rồi, cuối cùng Đỗ Long cũng đang hoàn thành xong bài đó của mình. Hồi hộp, rất là hộp mọi người ơi. Nhưng mà đã hoàn thành xong, tuy là còn một chút sạn nhỏ, nhưng mà Đỗ Long hy vọng rằng ở đằng sau Đỗ Long sẽ hoàn thành tốt hơn. Và ngày hôm nay Đỗ Long rất là vui khi đã chiến thắng được bản thân mình và đứng trên cái sân khấu và nói trong suốt gần 20 phút. Bình thường thì nói các MC, nhưng mà lần đầu tiên thì nói của mình. Và Đỗ Long xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nó. Vì vậy, để có thể mang đến một bài diễn thuyết ấn tượng và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất, Đỗ Long và team đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đỗ Long đã tham khảo rất nhiều tài liệu, đồng thời luyện tập bài nói rất là nhiều lần để đảm bảo sự trôi chảy và tự tin. Đây là Châu Bùi. Đây là hai chuyên gia ngày hôm nay. Rồi, ngày hôm nay Đỗ Long vừa mới xem bài nói của Châu Bùi rất là hay và truyền cảm hứng. Hồi nãy thì anh nói rất là run, nhưng mà nói chung là cũng ok. Thường là cái run nó rất là chân thật. Còn lúc đầu tiên là khi mà em ngồi trong kia kìa, như đập. Đúng. Sao bảo là cho 3 năm rồi vẫn đập như vậy. Cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà không sao, lên sân khấu đôi khi là hơi run một tí, hơi bấp một xíu, nó là chân thành. Em lại ok. Đúng rồi, em biết anh em mình giống nhau gì không? Là bình thường mình nói rất nhanh. Trời ơi, anh em nói rất nhanh luôn. Bây giờ khi mình lên sân khấu, mình tập nói từ. Anh đọc được cho nghe em không? Đó, nhau rồi, nó rất là nhanh. Và bây giờ cuối cùng là anh em cũng đã hoàn thành tốt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả. Chú Minh Lan.